Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày 23 tháng 4 năm 2021. Tôi mới lấy về vườn của tôi một cái chậu kiếm vàng Tây Ninh. Đã có hoa chín chậu, hoa tại chậu luôn. Và hôm nay thì nó lại ra được thêm 3 vòi nụ nữa. 1, 2, 3. Tuy nhiên là cái chậu này thì tôi cũng chưa được ưng ý lắm. Thì hôm nay tôi sẽ chuyển chậu sang chậu. Trước khi mà sang chậu thì tôi sẽ xả hết tất cả những cái giá thể cũ ở trong chậu đi. Sau đó tôi sẽ rút cả cái cục này ra khỏi cái chậu này. Trong quá trình đấy thì tôi sẽ rửa lá đi cho nó sạch. Ngoài ra thì để mà làm cái quá trình này cho nó đạt được hiệu quả tốt thì tôi có một cái sự chuẩn bị. Đấy là cái chậu nhựa phi 28, cao khoảng tầm gần 30 cm, ít lỗ, chỉ có 4 lỗ ở dưới đáy thôi. Cái thứ hai là vỏ thông Newzita Plus A. Đây. Newzita Plus A. Kích cỡ từ 6 đến 9 mm. Đây là một cái loại vỏ thông cao cấp của hãng Newzita, họ đã xử lý nhiệt. Đã làm sạch và xử lý nhiệt rất là sạch sẽ. Ngoài ra thì tôi có thêm một cái sự chuẩn bị nữa về phân, là cái 20-10-10. Đây là cái phân thông minh tan chậm của Hàn Quốc. Độ tan trong 3 tháng mới hết giá trị dinh dưỡng. Cái thứ hai ấy, là cái viên nén dinh dưỡng hữu cơ Ben 01 của Hùng Nguyễn, Đà Lạt. Cái hộp này là 1 kg các bạn nhé. Cái này thì giá trị dinh dưỡng của nó cũng từ 2 đến 3 tháng. Bước tiếp theo đó là xả nước. Để xả trôi hết giá thể cũ và phân cũ đi. Ở đây thì người ta cũng đã bón cái viên nén dinh dưỡng Ben 01 rồi. Nhưng mà tôi thấy nó cũng cũ rồi. Xả được tối đa luôn, xả được càng nhiều thì càng tốt các bạn nhé. Thật ra thì cái bộ rễ của nó cũng khá khá thôi. Hơi khô. Trồng như vậy là hơi khô. Bây giờ để mà nghiêng chậu thì chắc là tôi phải dùng đến hai tay thôi. Cho nên là trước mắt tôi sẽ tạm dừng cái khúc này chỗ này đã. Bước tiếp theo là tôi sẽ lấy cái bao tay này để lau từng cái lá này. Người ta phun phân và một số những cái thuốc nó bám lên lá làm giảm quá trình quang hợp của lá. Mình sẽ lau sạch từng cái lá này luôn. Đây, lá nó cũng có vẻ hơi vàng vàng một tí do thiếu trung vi lượng. Nói chung là nó cũng thiếu chất, bộ rễ thì cũng chưa được nhiều lắm các bạn ạ. Tôi đã mất nửa tiếng đồng hồ để lau từng cái lá một. Rất là sạch rồi các bạn ạ. Bây giờ tôi sẽ rửa lại một lần nữa những cái lá này. Sau đó sẽ rút cả cái cục này ra khỏi cái chậu. Bây giờ tôi sẽ cắt bỏ những cái rễ hư này. Những cái bẹ khô. Tỉa cho nó sạch sẽ đi đã. Đây, tôi vừa mới rút cái bộ rễ ra rồi. Đó, rút ra như vậy rồi thì mình sẽ tiếp tục mình cắt tỉa. Bỏ bớt những cái cục vỏ thông bự đi các bạn ạ. Nó chả giải quyết được cái việc gì cả.
Nói chung bây giờ tôi sẽ đi xịt nước lại một lần nữa. Tôi đã để vào trong cái chậu này nghiêng nghiêng. Ở bên dưới tôi cho một lớp vỏ thông Nuzita Plus A cộng. Đấy, rồi. Sau khi mình cho một lớp vỏ thông như vậy rồi thì mình sẽ cho một lớp viên nén dinh dưỡng hữu cơ Ben01 vào đây. Sau khi cho một lớp viên nén rồi thì chúng ta sẽ cho một lớp cái 20-10-10, một ít thôi các bạn nhé. Đây. Cho xa dễ ra để sát vào mép chậu này. Đó. Rồi, sau đó thì mình sẽ phủ lên trên này một lớp sơ dừa xay hay gọi là sơ dừa bột đấy các bạn. Như vậy là xong. Như vậy là tạm thời đã xong rồi các bạn ạ. Bây giờ tôi chỉ cần là mang đi tưới thật đẫm rồi chờ thôi. Tưới phải siêu đẫm luôn các bạn nhé. Hôm nay là ngày mùng 3 tháng 5 năm 2021. Có hoa tại chậu vừa mới nở được 2 ngày các bạn ạ. Rất là tuyệt vời. Và bây giờ tôi xin mời quý vị chiêm ngưỡng những cái bông hoa vàng Tây Ninh. Cái này là cánh bay tự nhiên các bạn nhé. Cái lưỡi của nó hơi hồng hồng một chút. Cánh vàng tươi và rất là bay. Cánh đài trên thì bầu các bạn này. Hai cánh vai cũng vểnh lên. Hai, bốn, sáu, tám, mười, mười hai, mười bốn, mười sáu bông. 15 bông. Bông bên này chắc là hôm trước mình thay chậu cái nụ nó bị tổn thương nên là nó chuẩn bị rụng mất nụ rồi. Rụng mất 2, 4, 6 nụ. Đây lại có thêm một vòi hoa nữa các bạn này. Rất là tuyệt vời. Chút nữa tôi sẽ chụp lại hình để làm một cái bộ album về cây vàng Tây Ninh nở tại vườn. Ngày mùng 5 tháng 5. Hôm nay cây nó đã nở được khá khá. Và rất là chuẩn khuôn. Có thể nói là cây vàng Tây Ninh là một trong những cái cây kiếm vàng, lưỡi hồng. Một cái khuôn bông rất là chuẩn. Căng đét luôn. Khá là bay. Hoa thơm, bền. Thân thủ cũng rất là đạt, rất đẹp luôn các bạn ạ. Nếu mà xét về mặt hoa đó, nhìn về cây, nhìn về hoa thôi đó, gần như là không thể phân biệt được cây vàng Tây Ninh với cây Phan Trí luôn đó. Đây, tôi cho các bạn xem hoa Phan Trí trong giàn tôi đang nở này. Nói có sách mách có trứng chứ không có này bảo mình bốc phép. Đây ạ. Dĩ nhiên là về thân thủ thì nó phải khác. Đây cây Phan Trí nha các bạn nhé. Giả hành nó khác một chút.
Nhưng mà hoa này, hoa phan chỉ cánh nó bầu hơn một xíu 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 thôi, cũng là lưỡi hồng. Đó, hoa phan chỉ đấy các bạn. Gần như là giống cái hoa vàng Tây Ninh. Dĩ nhiên là cần hoa của cái cây hoa phan chỉ thì nó to hơn cái cây vàng Tây Ninh một chút. Cây này thì nó còn yếu cho nên là vòi hoa nó vẫn còn ngắn các bạn ạ. Đấy, mời các bạn quay lại chiêm ngưỡng một lần nữa cái bông của cây vàng Tây Ninh nhé. Tôi trồng như vậy là tôi cảm giác là nó ổn định rồi đấy, yên tâm rồi đấy các bạn ạ. Cứ thế này mà chờ thôi. Đó, cái bông này là không có nắng này. Bông này có nắng này. Bông không có nắng và có nắng nó sẽ, các bạn sẽ thấy đúng không ạ? Rất là tuyệt. Ở đây tôi cũng có một số cây vàng Tây Ninh thân thủ rất là phi phàm luôn. Cái này là cây vị hoàng nhé. Đây, vàng Tây Ninh này. Vàng Tây Ninh đây các bạn này. Thân thủ rất là đạt. Bản lá cũng phải 5 sen rồi. Đây này, bản lá này. Cái này thì hơi bị cao. Đó. Thời gian sắp tới thì tôi sẽ chia sẻ đến các bạn tất cả kỹ thuật trồng và chăm sóc lan kiếm trong đàn của tôi. Thì quý vị và các bạn nhớ đăng ký kênh để không bỏ sót một cái video nào cả nhé. Xin được hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video clip sau. Thank you.